sự trong buổi tối ngày nay. Và tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát buồn ngọt ngào của nam ca sĩ MC Anh Tú. Dạ vâng, thì hôm nay thì có rất là nhiều các anh chị nghệ sĩ, ca sĩ, nhưng mà có một số các anh chị ở Việt Nam chưa có dịp làm việc chung, nên là chưa biết bước chân của các anh chị, nên là quý anh chị nào chúng ta có những ý đối tốt của các khúc dân lưỡng tổ trong buổi tối ngày nay, thì xin mời quý vị cũng như ngày tương lai ngày nay và Linh Nam sẽ sắp xếp để phục vụ tất cả quý vị của quý khách. Xin chân cảm ơn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của MC ca sĩ Anh Tú sáng trên sân khấu. Và tiếp theo đây tôi xin được góp đau vui và xin nghe chị Long lên tổ biệt. Xin mời mọi người cùng nghe lại một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy đã hát được mang tên Quyền Tuổi Thơ Tôi. Một tình khúc khá là sôi động, quẩy bắt nóc đêm nay luôn quý vị. Một tình khúc là bên tên Hãy Cho Tôi, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Hãy Cho Tôi. Dạ khoan ở đây, khoan. Thank you.
rồi. Lên nhạc nha quý vị. Xin lỗi là làm mất thời gian của tất cả quý vị. Dạ bây giờ hát nè. Ladies and gentlemen, let's go! Hey! Say! Hey! Raise your glory, to give it to me. Raise your glory, for say good glory. Take your song, but we won't. Take your name, Lord, take your glory. God is my boy, put your life in hand. God is my boy, can get some food. Take your song, but we won't. Gì buồn á? Anh làm em buồn á. Em kêu em để đó nha. Nói vô em... anh, nói bích vô. Có, em xin văn hóa kêu không anh. Rồi, dạ vâng. Gì? Dạ trước khi mà em hát một bài tặng quý vị thì bên trên có thông báo là đồ ăn chúng ta tự phục vụ, quý vị xuống dưới bên kia quý vị tự chọn lấy đồ ăn chúc cho lên chương trình của em đi nha. Còn ngày hôm nay khi mà em đến đây thì em là Bồi Nhi. Và ngày hôm nay em đến đây với tư cách là một ca sĩ tự do và đến đây để chung vui cùng với lại chị Thảo, U Minh Lan cũng giống như là Dòng Thời Gian. Thì rất là mong Dòng Thời Gian năm nay là năm đầu trên Cúng Tổ mà em cũng lại có duyên về đến đây Cúng Tổ cùng. Thì em mong là năm sau Cúng Tổ và năm tới Cúng Tổ thì em cũng sẽ được tham gia cùng với mọi người với không khí rất là sôi động, rất là vui như vậy nha mọi người ơi. Và bây giờ không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, xin mời tất cả quý vị đến với một ca khúc sôi động. Ca khúc trăm năm không quên.
Và ngày hôm nay có rất là nhiều anh em nghệ sĩ thì chúc cho tất cả mọi người sẽ được cổ đại phù hộ cho tất cả các anh em chúng ta sẽ một năm nhiều nhiều show nha quý vị ơi. Chào tất cả anh chị đồng nghiệp ạ. Dạ em tên là Đông Đông. Hôm nay bài một sáng tác của chị Huy Tâm. Cái khúc này cũng lâu lắm rồi được em remix lại cái khúc đông mang tên Còn Gì Kiếp Sau. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Mùa đất ta lang thang vì tìm lòng với hương phố của một người đã xa. Xưa đâu chỉ còn nỗi hoang tàn lạnh lùng một mình đã thấy cô đơn. Vì sao tôi đã quên bao tháng ngày đêm, những mai hôm nào người đánh trong tâm ơi, xưa không thành một ngày kia sao? Làm gì còn có kiếp sau để mà người thương người nhớ, tình lòng người đã dối gian trôi qua nhớ thương từng đêm. Trong năm tiếp tay vẫn không tròn, vừa đừng hẹn nữa kiếm sau. Yeah.
Nhìn anh thấy muốn phàm cội ghê. Cười gì vậy? Trời ơi, bà nói cho nó nhanh luôn, hiểu không? Tự nhiên bà nói cái U, tưởng U 60 U Milan rồi má. Không, tại vì để cho cái người đẹp nghĩa sumo. Người đẹp Mỹ Linh. Cái đẹp chung hả? Và người đẹp tăng cường cái đoàn Lotto Hương Nam. Người đẹp Bội Nhi. Bội Nhi con số chỉ ra cờ ra ở ra con mây con mây chỉ ra mây chỉ ra con mây chỉ ra số chỉ này số chỉ ra số chỉ này số chỉ này con số chỉ ra và số chỉ này số chỉ này lắng lặng mà nghe kêu cờ ra con mây chỉ này mây chỉ ra con số chỉ này số chỉ này bằng con cô ba và con cô ba kia lúc này mình trở lại đây mà nghe tiếng số số đang con mây chỉ này mây chỉ ra. Cười mới có hạt hạt. Rồi nhiều em còn suy nghĩ về những phút giây như vẫn còn đây. Rồi lại mất anh về trong mộng. Năm tay em có nào thấy. Hãy một lần một em tìm về xa em nhé. Thank you.
Ông bạn chọn dụ khủng nè. Đây à, xin đến đây là ngày dỗ tổ. Mà thầy không phải ca sĩ nhưng mà đến giúp vui các anh các chị và các em, xin chào vỗ tay.